Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, hiện tượng mang tên Nguyễn Phương Hằng với những lùm xùm từ livestream bóc phốt nhiều nghệ sĩ trong showbiz đã khiến dư luận không khỏi hoang mang. Giờ đây, bà Phương Hằng đã chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam và đang chuẩn bị trả giá cho những phát ngôn ngông cuồng của mình. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu bị kết tội, loạt công trạng có giúp bà Phương Hằng được giảm án? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chuyện ít biết về những việc làm thầm lặng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng Theo kết luận điều tra từ tháng 3 năm 2021, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp livestream qua mạng Internet tại thành phố Hồ Chí Minh để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều người. Cùng thời gian này, bị can Nguyễn Phương Hằng cũng thông qua các tài khoản mạng xã hội công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiền, phó tổng biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh trong các buổi live stream tại Bình Dương. Đáng chú ý, sự việc ăn chặn tiền từ thiện gây xôn xao dư luận trong năm 2021 đã đưa từ khóa sao kê từ thiện lò top tìm kiếm nhiều nhất trên không gian mạng. Nhưng ít ai biết được rằng, sau hình ảnh về bà chủ khu du lịch Lại Nam Nguyễn Phương Hằng xung quanh những trận cãi vã này lửa, phát ngôn thiếu kiểm soát hay câu chuyện bóc phốt để đời. Nguyễn Phương Hằng cùng chồng mình là ông Huỳnh Nguy Dũng đã âm thầm làm rất nhiều việc từ thiện giúp đỡ người nghèo ngược dòng thời gian quay lại năm 2000, chủ khu công nghiệp sóng thần và cũng là chủ tịch khu du lịch Đại Nam là bà Nguyễn Phương Hằng đã tặng cho trường chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định số tiền là 6,5 tỷ đồng, cộng với 2 tỷ ngân sách nhà nước để xây dựng ngôi trường khang trang. Vào thời điểm đó, giá vàng khoảng 6,5 triệu đồng một lượng, tức 6,5 tỷ đồng, tương đương 1.000 lượng vàng. Đến năm 2013, bà Nguyễn Phương Hằng quyết định trao tặng vườn cao su tòa lạc ở hai xã của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, có diện tích hơn 360 ha cho bộ đội trường Sa. Đây là mảnh đất có trị giá hơn 170 tỷ đồng thời đó và được bộ đội trường Sa phát mãi khối tài sản này làm nguồn tiền phục vụ cho cuộc sống và công tác. Tại thời điểm đó, việc làm hiến đất cho cơ quan chính quyền nhà nước là những việc rất hiếm, ít người có suy nghĩ tích cực và dám làm như bà Hằng. Từ việc làm của bà Hằng là nguồn động viên rất lớn cho tinh thần các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, giúp họ yên tâm tiếp tục canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài những đóng góp cho bộ đội trường Sa vào năm 2015, vợ chồng ông Dũng bà Hằng từ cái tâm lòng thương cảm của mình đã đồng sáng lập ra quỹ thiện nguyện hàng Hiếu và tuyên bố sử dụng 100% lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2030 để phục vụ cho công tác từ thiện xã hội. Trong buổi lễ ký kết thỏa thuận tài trợ điều trị bệnh tim cho trẻ em nghèo thuộc chuỗi chương trình Trái tim Hằng Hiếu tại Bệnh viện Đà Nẵng, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện với trang phục giản dị không môi son má phấn nhưng vẫn rất dáng rỡ bên các cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo về tim, thủy não. Khác hẳn hình ảnh gương mặt đam chiêu, ánh mắt sắc nhọn trên sóng live stream. Chúng ta hãy khoan bàn về câu chuyện ai sai ai đúng, nhìn những việc mà bà Hằng cùng chồng đã làm cho cộng đồng, bà xứng đáng được trân trọng thay vì những lời chỉ trích. Từ những lần chứng kiến cảnh tượng nhiều gia đình ly biệt vì tai nạn giao thông, bằng sự thương cảm và xót xa trước những nạn nhân không người thân cận kề cái chết vợ chồng bà phương hằng đã thành lập chương trình giờ vàng với mong muốn có thể cứu giúp những người bị tai nạn giao thông lúc họ ngặt nghèo nhất quỹ đã liên kết với một số bệnh viện lớn như bệnh viện nhi đồng một bệnh viện trợ giấy bệnh viện đa khoa đà nẵng thông qua hai chương trình vợ chồng bà phương hằng thể hiện mong muốn chữa lành những con tim tật nguyền của những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống hay bất kỳ ai bị tai nạn giao thông khi chuyển đến ba bệnh viện này trong tình trạng không thân nhân đều được bệnh viện ứng tiền để nhập viện cấp cứu. Từ sự giúp đỡ và hỗ trợ đó, chương trình đã mang lại sự sống cho hàng trăm người bệnh. Chương trình hỗ trợ trao tặng nước ngọt cho bà con miền Tây Được biết, do nước ngọt nhiễm mặn, để có nước ngọt sinh hoạt, người dân nơi đây đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mua nước ngọt từ các xà lan, xe bồn về sử dụng. Thấu hiểu được điều này, vợ chồng bà Phương Hằng đã đích thân đi khảo sát thực tế địa hình và trao tặng nước ngọt cho bà con miền Tây, hỗ trợ lắp đặt đường ống dẫn nước cho bà con nhằm giải quyết khó khăn do hạn mặn gây ra. Những việc làm tốt không chỉ dừng ở đó. Đến ngày 4 tháng 3 năm 2019, vợ chồng bà Hằng, ông Dũng đã dành tặng 200 tỷ đồng để ủng hộ cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, sống tại quê nhà, bình định của ông Dũng như một phần tri ân quê hương, mong muốn giảm bớt nỗi cơ cực mà người dân nơi đây gặp phải. Cũng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, vợ chồng ông bà Phương Hằng đã có hành động đẹp, hiến tặng 4 hecta đất, giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng trong khu dân cư Đại Nam thuộc khu công nghiệp Sóng Thần Ba, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tình hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương lúc đó có tới 837 trường hợp F1 đang cách ly, tập trung và 11.141 trường hợp F2 đang cách ly tại nơi lưu trú, nhà trọ. Làm việc thiện âm thầm, không vô trương kèn trống, đó là điểm đặc biệt khi nhắc đến công của vợ chồng bà Phương Hằng sau những chuyến thiện nguyện không đồng. Giờ đây, nhiều người vô tình chỉ soi vào cái tội của bà khi chính bà quần là áo lượt, ngồi xế sang, tay rát hột xoàn, chiếm trệ trên sóng live stream đưa ra những phát ngôn lệch chuẩn thiếu căn cứ câu hỏi được đặt ra rằng liệu những đóng góp trên của bà Nguyễn Phương Hằng có được xem là tình tiết nhằm giảm nhẹ tội cho nữ CEO này hay không liệu những đóng góp trên bà Nguyễn Phương Hằng có được xem là tình tiết giảm nhẹ liên quan đến vấn đề này nhiều người đã không khỏi thắc mắc Liệu rằng với những đóng góp từ thiện của CEO Nguyễn Phương Hằng trước đó có được xem là tình tiết giúp cho nữ chủ tịch U50 này giảm nhẹ tội. Để giải đáp thắc mắc này, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp cũng cho biết. Theo quy định của pháp luật, có nhiều tình tiết được quy định để có thể giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo, trong đó có thể kể đến như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả. Như vậy, theo quy định của pháp luật thì người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất hoặc công tác thì được coi là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, luật sư Cường cũng chỉ rõ, trong trường hợp bà Hằng bị kết tội nhưng trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy trước đây bà Hằng đã thực hiện các hoạt động từ thiện, được nhiều cơ quan tặng thưởng giấy khen thì có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, trường hợp bị cáo được xác định là người thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho nạn nhân thì cũng được xem xét là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó các tình tiết giảm nhẹ chỉ là một trong các yếu tố quyết định đến loại hình phạt và mức hình phạt. Cũng theo quy định của pháp luật thì khi quyết định hình phạt, tòa án sẽ căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định tội trạng. Vì vậy, nếu bị can có một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng lại có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc xét thấy tính chất mức độ của hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng thì bị can, bị cáo vẫn phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Như vậy, chắc hẳn chúng ta cũng đã có cho mình câu trả lời thỏa đáng. Trong trường hợp, nếu bà Hằng bị kết tội và nhiều bằng chứng cho thấy bà Hằng có nhiều thành tích trong việc làm từ thiện, cống hiến cho đất nước và được Ủy ban Nhân dân hoặc các cơ quan tương đương tặng bằng khen, giấy khen, cũng có thể được xem xét là tính tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Lúc này, hình phạt sẽ ít nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, tòa án cũng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và đánh giá hậu quả của hành vi đã gây ra với xã hội để có hình phạt phù hợp. Không những thế, tòa án còn có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liên kề nhẹ hơn của điều luật. Khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ, quy định tại khoản 1, điều 51 của bộ luật này. Mặc dù nữ CEO Đại Nam đã có đóng góp nhất định trong công tác từ thiện, song hành vi bôi xấu người khác và tự phong thánh cho mình đã đẩy Nguyễn Phương Hằng rơi vào vòng lao lý. Quý vị có bình luận gì về công trạng của Nguyễn Phương Hằng? Xin hãy để lại bình luận phía bên dưới. Những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại ở những video tiếp theo.